Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay là 3 Tây tháng 12, có nghĩa là chúng ta được bước qua 3 ngày của tháng 12. Và tháng 12 được gọi là tháng yêu thương. Và chúng ta thấy rằng bắt đầu thời tiết se lạnh, ở Việt Nam thì nó không có lạnh lắm, nhưng mà ở ngoài Bắc, nhất là khu mà vực Bắc Bộ thì bắt đầu lạnh rồi, người ta phải mặc áo ấm. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng các cửa hàng họ trang hoàng không khí của mùa Giáng sinh. Thật sự là trước đây tôi chưa có hiểu biết lời Chúa, thì chúng tôi lại không có nghiêm túc ở trong cái hành vi của mình để mình sống đẹp lòng Chúa, cho nên mình thường dùng những cái văn hóa bên ngoài giống như Noel á, ông già Noel, rồi những cái gì đó mình nói về ông già Noel nhiều hơn là Giáng sinh. Nhưng mà trong Giáng sinh này thì tôi muốn mọi người chúng ta sẽ phải có một tháng liên tục trong các tuần Chủ nhật chúng ta đều có những chủ đề về Giáng sinh. Sẽ có nhiều phân đoạn Kinh Thánh để cho chúng ta hiểu về mục đích Chúa Giêsu Giáng sinh. Và sáng nay thì tôi được cảm động để tôi chia sẻ một chủ đề, đó là đứng nối kết, hay còn gọi là đứng trung bảo. Khi mà tôi quan sát, thì do tôi làm ăn kinh tế bên ngoài cho nên tôi quan sát, thì thấy ở bên ngoài á, nó có rất là nhiều cái hoạt động. Ví dụ như người ta mua bán với nhau, và một người mua và người bán, thì không thể tự nhiên mà người mua người bán gặp nhau, nhưng mà nó phải qua một cái gọi là một cái người trung gian. Một người trung gian, ví dụ như một người muốn bán nhà và một người muốn mua nhà, thì sẽ nhờ một ai đó, người mà đứng giữa đó, người ta sẽ biết cái người bán cái nhà đó hay cái đất đó, rồi họ sẽ kết nối cái người bán với người mua với nhau. Người bình dân á, thì người ta gọi đó là giống như gì hả? Cò theo cái tiếng người Việt mà bình dân nhất. Nhưng mà có một số cái đơn vị người ta thành lập công ty thì người ta nói là công ty môi giới, thấy không? Mua bán bất động sản nữa, và bây giờ nó không còn bán giống như hồi xưa nữa, nhưng bây giờ người ta lập lên một cái sàn luôn. Thì tại cái sàn giao dịch đó thì người ta mới kết nối giữa người bán với người mua, và cái sàn đó người ta sẽ được cái phần thù lao là bao nhiêu phần trăm so với cái giao dịch đó. Rồi tôi nhớ rằng hồi trước đây, bây giờ thì nó có nhiều cái trang mạng xã hội, nhưng mà trước đây ví dụ như là một người thanh niên ở từ Hàn Quốc hay từ Trung Quốc hay từ Mỹ gì đó muốn cưới vợ, mà do điều kiện gì đó họ không cưới vợ được, do một cái lý do gì đó họ không cưới gì được vợ được, thì họ muốn về Việt Nam để họ kiếm một cái người phụ nữ Việt Nam mà họ không biết kiếm ai, thì họ mới nhờ một cái người nào đó để gọi là kết nối hay là môi giới, hoặc là họ nhờ ai, dùng cái từ mà đơn giản bình dân theo cái người Việt mình đó là nhờ ai giới thiệu, có đúng không ạ? Thì cái người đó là người kết nối cho cái chú rể đó là cô dâu, hay còn gọi là người ta gọi là người làm mai làm mối á, theo cái từ văn hóa của người Việt Nam bình dân của mình. Và rất là nhiều cái mô hình để cho chúng ta biết được một điều, cái vai trò trung gian á cực kỳ quan trọng. Cái vai trò mà kết nối của người bán và người mua, của người nam và người nữ, và cái mối quan hệ với nhau, là cái đơn vị đó hoặc là cái người đó cực kỳ quan trọng. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta học lời của Chúa và khi chúng ta ở trong lời của Ngài, thì Kinh Thánh Chúa cũng đã từng nhắc cho chúng ta biết Chúa Giêsu là ai. Có thể là nhiều người nói Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, Chúa Giêsu là đấng chữa lành, Chúa Giêsu là đấng quyền năng, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Rất là nhiều cái bằng chứng điều đó. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn giới thiệu với hội thánh của Chúa và tất cả mọi người ngồi tại đây, và thậm chí là những người đang xem trên cái sóng truyền hình này, về vai trò của Chúa Giêsu, có nghĩa là vai trò của đấng kết nối hay là đấng trung bảo. Hôm qua thì tôi lên trên mạng xã hội và tôi có tra cứu một cái cây cầu, và tôi search trên Google á, thì cây cầu lớn nhất thế giới. Và tôi search ra thì ở trên thế giới này sẽ có một cây cầu, đó là cây cầu Đan Dương. Cây cầu nằm ở Côn Sơn, Trung Quốc, là cây cầu dài nhất thế giới. Chiều dài của cây cầu này là 164 km. Và họ phải mất 3 năm để xây dựng cây cầu này với chi phí hơn 100.000 tỷ đồng.
Cái cầu này nằm ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Có đúng cái kích thước luôn á, là 164,8 km và được gọi là cây cầu lớn nhất thế giới. Và họ phải mất 3 năm để làm cái cầu này và tốn rất rất là nhiều tiền. Tôi không biết là họ lên cái kế hoạch để xây cái cầu này bao lâu. Nhưng mà khi tôi tra cứu trong cái lịch sử ghi lại á, thì họ phải xây dựng trong 3 năm. Nhưng mà họ đã tốn rất là nhiều năm để lên cái kế hoạch đó. Và họ tốn rất là nhiều tiền để làm cái cầu nó. Để bắt liền giữa cái bờ này qua bờ kia, họ phải làm như vậy. Và trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết vai trò của một đấng trung bảo hay là đấng kết nối đó. Ngài là Giê-xu và Ngài chính là đấng đã kết nối con người với Đức Chúa Trời. Tại sao tôi muốn chia sẻ điều này? Để cho dân sự của Chúa hiểu rõ vai trò của Chúa Giê-xu sanh ra cho chúng ta có một giá trị. Đôi lúc chúng ta tin Chúa nhưng mà chúng ta không hiểu một cách rõ ràng và chúng ta hiểu rất là mập mờ. Có người nghĩ rằng Chúa Giê-xu giống như một vị thần vậy đó. Khi mà mình hết tiền, mình mới thiếu nợ nhiều, mình quỳ gối xuống mình nói Chúa ơi xin Ngài tiếp trợ cho con để trả nợ cho con. Có đúng không mà? Có lúc chúng ta như vậy, có đúng không mà? Và đôi lúc chúng ta nghĩ Chúa giống như một vị thần vậy đó. Rồi đôi lúc chúng ta gặp bệnh tật và chúng ta lại quỳ gối xuống và Chúa ơi xin Ngài chữa lành bệnh tật cho con. Điều đó không sai. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nghĩ Chúa giống như là một vị bác sĩ. Khi mà chúng ta bị bệnh, mình mới nhờ cậy Chúa. Rồi trong gia đình chúng ta gặp nhiều nan đề, thử thách xảy ra. Và chúng ta lúc bây giờ quỳ gối xuống, Chúa ơi xin Ngài đến cứu giúp nan đề của con. Nhưng mà thật sự cái nguyên nhân chính và lý do chính trong cái ngày Giáng sinh không phải là nói về ông già Noel. Nhưng mà nói về một đấng cứu thế hay được gọi là đấng trung bảo hay là đấng kết nối. Và mục đích của Chúa Giê-xu đó là Ngài kết nối. Vậy làm sao khi mà con người có thể kết nối với ông trời, hay theo thuật ngữ của Việt Nam chúng ta gọi là ông trời đó, hay còn gọi là Đức Chúa Trời đó, thì làm sao có thể kết nối được? Kinh Thánh ghi lại chúng ta ở trong Roma đoạn 3 câu 23 như vậy: vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Chúa. Hay đúng hơn trong một số bản Kinh Thánh khác đó, thì ghi lại như vậy: vì tất cả mọi người trên thế gian này đều phạm tội hết. Và họ hụt mất cái tiêu chuẩn để có thể nói chuyện với ông trời hay nói chuyện với Đức Chúa Trời. Và ở trong Roma đoạn 3 câu 10 cũng ghi lại cho chúng ta biết một điều. Đó là gì? Đó là ở trên thế gian này, trên đời này không có một con người nào và bất kỳ một người nào là công bình hết. Và tất cả mọi người đều là tội lỗi hết. Vậy để cho chúng ta biết một điều đó là gì? Khi mà mình hụt tiêu chuẩn, mình không có đủ tiêu chuẩn với Đức Chúa Trời, và cái việc mình muốn nói chuyện với ông trời á là mình bị cắt lìa, mình không có nói chuyện được. Cho nên chính vì lẽ đó mà những người ngồi tại đây là những người tin Chúa hoặc là những người chưa biết về Chúa, hãy biết một điều là Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài chính là một đấng kết nối con người với Đức Chúa Trời. Không thể nào mà con người có thể với tay đến Thượng Đế được. Con người không thể với tay đến Đức Chúa Trời được. Nhưng phải có một đấng giới thiệu, hay nói lớn hơn là đấng giới thiệu, đấng đó kết nối con người với Đức Chúa Trời. Và nguyên tắc Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng thế nào à? Đó là phải có một ai đó giới thiệu. Giống như bây giờ anh Giáp tuần rồi anh đến Hội Thánh Người Chúa, không phải là tự nhiên anh biết tôi đâu, nhưng mà phải qua một cái người nào đó giới thiệu, có đúng không mà? Và cái người đó giới thiệu: anh ơi, anh đến nơi này, và anh đến nơi này là có một sư hùng, có Hội Thánh của Chúa ở đây sẽ cho anh biết về Chúa như thế nào, Hội Thánh như thế nào, thì anh mới đến, chứ không tự nhiên mà anh đến. Thậm chí bây giờ cái nhà của tôi mà cái cửa mở như vậy đó, mà tự nhiên có ai đó lạ mà không biết vô đây, bước vô một phát một cái là lập tức sao à, là sẽ không có ai welcome hết. Tại sao? Tại không có ai giới thiệu hết á. Có đúng không à? Phải có một người giới thiệu, giống như nhà quý vị thôi. Tự nhiên ai đó gõ cửa, thậm chí mở cửa ra đi thẳng vô nhà quý vị luôn. Và người trong nhà hỏi là ai đó, thì họ không trình bày được là ai đã giới thiệu, thì chắc chắn vì sẽ không bao giờ mời người khách đó vào nhà. Vậy Chúa Giê-xu là ai? Và tôi muốn trở lại Kinh Thánh một lần nữa để cho chúng ta biết. Chúa Giê-xu chính là đấng kết nối. Đấng đó là đấng kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời. Và đấng đó đã có những cái gì giá trị trên cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta rất là trân quý những gì mà Chúa Giê-xu giáng sinh trên thế gian này để cứu cuộc đời của chúng ta.
Và nếu mà chúng ta không hiểu rõ đó thì chúng ta xem Chúa giống như các ông thần khác. Chúng ta sẽ xem Chúa Giêsu giống như các vị thần khác, tại vì những vị thần khác họ cũng có thể độ cho người ta để giàu có được, có đúng không ạ? Các vị thần khác cũng có thể chữa lành bệnh cho người ta. Quý vị ơi, mình đừng nói là những vị thần khác không chữa bệnh nha. Những vị thần khác vẫn chữa bệnh. Trong cái thế giới tà linh, họ có thể chữa bệnh được. Họ có thể cho quý vị trúng số được. Họ có thể cho quý vị trúng những con số độc đắc được, có đúng không ạ? Rất là người, nhiều người họ giàu có vì điều đó. Thậm chí có những nghệ sĩ, những ca sĩ, họ đã sinh thần của họ để họ được làm nổi tiếng, idol gì đó, làm nổi tiếng. Có mà, có. Thật sự những điều đó, khi chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh á, thì chúng ta sẽ biết rằng Chúa Giêsu đến thế gian này để làm gì? Đến kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ trân quý những gì mà Chúa cứu cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ có lời của Chúa ở trong Philip đoạn 2, từ câu 5 tới câu số 11. Xin ban IT giúp đỡ giùm. Và tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên để chúng ta đọc rậm rãi phân đoạn Kinh Thánh này. Ban IT chuẩn bị chưa? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từng câu nha quý vị. Chúng ta cùng khỏi sự đọc. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giêsu đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trân trọng cái mời Thánh Đăng tọa. Ba điều mà chúng ta được học trong sáng hôm nay. Điều thứ nhất mà chúng ta cần biết đó là gì? Đấng cứu thế đã đến. Như tôi đã nói đó, Ngài chính là cái cầu nối của cái bờ bên đây đến với bờ bên kia. Và Ngài cũng là cái cầu nối cho con người mình đến với Thượng Đế là Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta bước đi ở trong lễ thật này thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào à? Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không có xem sự mình bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Lịch sử và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời và không xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Và Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Wow! Một cái lẽ thật mà chúng ta cần biết buổi sáng hôm nay đó là gì? Một đấng từ trên trời kia, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời và không xem mình là những cái điều đó là điều nên nắm giữ. Và Ngài tự hạ mình xuống, trở nên hình tôi tớ và mặc lấy hình người như chúng ta tại đây. Cảm ơn Chúa. Đấng mà chúng ta cần biết trong mùa Giáng sinh này, đấng kết nối đó chính là Chúa Giêsu. Và Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là chính là đấng đã tự bỏ mình đi để trở nên hình tôi tớ, hình giống như chúng ta tại đây, cũng mặc lấy xác thịt như chúng ta, cũng cảm biết những nỗi đau đớn, cảm biết những sự buồn bực, cảm biết những cái nỗi nhục khổ của con người, cảm biết tất cả những cái gì đó mà con người mình có thể đối diện trong mỗi ngày. Lý do tại sao mà Ngài phải xuống thế gian này và trở nên con người? Mỗi người chúng ta ở tại đây đều có những năng đề. Có thể là người đối diện với bệnh tật, có người đối diện với tiền bạc, có người đối diện với gia đình, có người đối diện với năng đề chồng, vợ và con cái. Và mỗi người tại đây, những cái mức độ mà chúng ta đối diện với năng đề đó đó khác nhau, không ai giống ai cả. Khi mà mình nói về cái năng đề mình ra thì có thể là mình là người sẽ đối diện nhiều và cảm biết về cái hiện trạng của mình. Nhưng mà những người nghe mình á thì họ có thể tặc lưỡi và họ sẽ nói thế nào à? Họ nói thấy thương quá,
thấy tội quá, tội nghiệp quá, rồi thấy khổ quá. Nhưng có ai biết được và có thể giúp mình được không? Và cảm ơn Chúa, rất là nhiều lần trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết tại sao Chúa Giêsu đến thế gian này và Ngài muốn trở nên hình con người để cảm biết những cái nỗi khổ của tôi và quý vị tại đây. Và Ngài gánh lấy những điều đó, chút xíu chúng ta sẽ bước đi thêm phần kế tiếp. Và Ngài trở nên con người, trở nên con cái như con người, trở nên đầy tớ như con người để làm gì? Mục đích của Ngài đó là kết nối con người với Đức Chúa Trời. Tại sao con người bị tội lỗi ngăn cách? Con người không thể nào kết nối với Thượng Đế được, con người không thể kết nối với Đức Chúa Trời được. Và khi con người bế tắc như vậy thì giải pháp ở đâu? Đó là Chúa Giêsu đến thế gian này. Chúa Giêsu là đứng thế đó quý vị. Chúa Giêsu là đứng kết nối con người với Thượng Đế. Lý do tại sao mà rất là nhiều người ở bên ngoài thế gian, và tôi cảm thấy một điều là, và khi mà tôi có cơ hội tôi đi ra ngoài, tôi kinh doanh, tôi làm việc và tôi gặp rất là nhiều đối tác, tôi phát hiện ra một điều quý vị biết không? Con người á mà họ thành công ở trong vấn đề tài chính, họ có đầy đủ vật chất trong thế gian này, thì họ muốn vượt hơn con người, đó là gì? Làm sao để cái phần tâm linh của họ đó để có nói trực tiếp với Thượng Đế bằng cách rất là nhiều cách. Đó là họ tu, họ thiền, họ tịnh tâm, và làm sao để họ muốn thoát khỏi cái thể xác này để vượt lên trên, để kết nối với Thượng Đế. Nhưng mà chúng ta biết rõ ràng đó là gì? Kinh Thánh ghi lại là con người nó bị hụt bức rồi. Hụt có nghĩa là gì? Thiếu. Hụt có nghĩa là thiếu. Ví dụ mình nói đơn giản, ai đã từng mua vàng rồi? Vàng 4 số 9 nó khác vàng 95 thế nào cô Hiền? Hả? Vàng 95 là tại vì sao? Tại siêu 95 là tại sao? Tại vì nó không đủ tuổi, có đúng không à? Vàng không đủ tuổi thì không được gọi là vàng 4 số 9, có đúng không cô Hiền? Đúng không? Không đúng hả? Đúng, ok. Có nghĩa là vàng không đủ tuổi thì nó không đủ được gọi là 4 số 9. Và lấy cái vàng 95 đó đem vào tiệm vàng và nói là đây là vàng đủ tuổi bán, đưa vàng 4 số 9, chắc chắn là chủ tiệm vàng người ta sẽ không mua giá đó. Rồi ai đã từng mua những vàng mà đeo á, những gọi là nhữ nữ trang á, thì người ta nói là vàng 18. Tại sao vàng 18? 18 tuổi. Tôi cũng không có tra cứu cái từ 18 tuổi, nhưng mà tôi biết đó là người ta nói là vàng tây, hoặc là vàng đó là vàng không có đủ tuổi. 18% là vàng. Có phải vậy không ta? Không phải luôn. Và để như vậy, để biết được mức độ vàng, người ta có những cái máy để người ta đo cái gọi là liều lượng của vàng, và người ta phân tích ra, người ta biết cái vàng đó có đủ bao nhiêu phần trăm, người ta có máy phân tích hết. Khi con người phạm tội và con người bị xa cách Chúa, họ hụt mức tiêu chuẩn, có nghĩa là gì? Khi mà đưa lên cân về sự công chính á, thì họ không thể nào đủ tiêu chuẩn để có thể nói chuyện với Ngài được. Thậm chí chúng ta đọc Kinh Thánh á, rất là nhiều lần con người muốn đối diện với Thượng Đế, nhưng mà vì cái sự vinh quang của Chúa chiếu sáng cho nên họ không chịu nổi, họ không giảm mở mắt ra, thì mở mắt ra là chói lòa và họ không có thể gặp được. Khi mà Môi-se lên gặp Chúa trong 40 ngày 40 đêm và ông trở nước xuống núi á, thì người ta nhìn Môi-se người ta không chịu nổi luôn. Tại vì sự vinh quang của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên chính vì đó con người không thể nào tự có thể kết nối với Đức Chúa Trời được. Hãy nhớ đây là một cái chân lý và đây là cơ bản nhất đối với người đời sống cơ đốc nhân. Rất là nhiều người nghĩ là mình có thể nói chuyện với gọi là Đức Chúa Trời, nhưng mà xin thưa Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta hàng ngàn năm, hàng nhiều ngàn năm về trước, đó là con người mình bất toàn, con người cả thế gian này một người công chính cũng không, và khi không có sự công chính á thì không thể nào kết nối với Đức Chúa Trời. Chỉ có một phương cách đơn giản trong Văn đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tức là gì? Chỉ có một cách thôi, đó là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài rủ lòng thương xót của Ngài
và Ngài có một giải pháp cho con người. Chứ không phải là con người có giải pháp để tìm Đức Chúa Trời. Vị nhớ điều này nha. Tại vì con người mình không đủ tiêu chuẩn, con người mình không thể kết nối với Đức Chúa Trời, con người dùng mọi cách để kết nối với Đức Chúa Trời không thể làm được. Quý vị ơi, họ đã từng thiết kế ra những cái gọi là phi thuyền. Họ đã từng thiết kế rất là nhiều cái cách làm sao để lên tới, gọi là mặt trời, mặt trăng gì đó, lên tới tận trên luôn. Nhưng mà đều thất bại hoàn toàn hết. Chỉ có một cách, đó là Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu đến thế gian này. Để làm gì? Để Ngài dùng Chúa Giêsu, Ngài sai Chúa Giêsu đến thế gian này và Ngài Chúa Giêsu hy sinh để kết nối con người với Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật. Và Kinh Thánh đó, hãy lấy đức tin mà nhận lấy điều này. Đó là Chúa Giêsu đến thế gian này, mục đích đó làm gì? Kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chúng ta vui mừng cảm ơn Chúa. Hallelujah! Vì bắt đầu từ ngày hôm nay, khi chúng ta mở lòng ra mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, thì lúc bấy giờ mình kêu ông trời nghe. Cảm ơn Chúa, tuần rồi anh Giáp đã bằng lòng mở lòng ra để mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Lúc bấy giờ là anh kêu ông trời, là ông trời nghe đó. Trời ơi, con khổ quá. Ông trời nghe không nghe? Trời ơi, con đau đớn quá, con gặp rất là nhiều bế tắc trong cuộc đời của mình. Ông trời nghe không nghe? Tại sao? Tại vì lúc bấy giờ anh đã mở miệng ra mời Chúa Giêsu là đứng cầu nối của anh với Đức Chúa Trời bằng một cách đơn giản, đó là gì? Chúa Giêsu vào ngự vào lòng anh. Ngài đã hy sinh. Cho nên tôi bắt đầu tôi muốn nói với quý vị ngày hôm nay rằng, nếu có một tính lý nào, vì hãy nhớ buổi sáng nay nha, nếu có một cái tính lý nào họ dạy quý vị rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời á, thì quý vị phải cẩn trọng. Tại sao Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Chúa Giêsu Ngài đã không xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Và nếu ai đó nói Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời thì phải cẩn trọng. Và tôi khuyên hội thánh của Chúa nên lánh xa những người đó ra. Bây giờ điều thứ hai mà tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa, đó là gì? Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài đến thế gian này không phải là Ngài hưởng thụ, nhưng mà Ngài làm gì? Ngài chết. Và chết trên cây thập tự. Chết cho ai? Chết cho tôi và chết cho quý vị. Có đúng không ạ? Ở đây thì có vợ chồng của em Ngọc và Hằng. Năm ngoái Chúa tiếp trợ mua được miếng đất, cất được cái xưởng, có đúng không? Rồi em mua được cái đất, cái xưởng đó em có qua một cái đơn vị môi giới không? Có. Rồi cái đơn vị môi giới khi bán như vậy họ thống nhất là cho bao nhiêu tiền không? Cái người bán cho có 1-2% gì đó, không biết, nhưng mà chắc chắn phải có. Cái người môi giới á, hoặc là cái đơn vị mà trung gian kết nối người bán với người mua, nó phải có một phí lót tay, gọi là phí lót tay, để cho giao dược được hoàn thành. Và đó là luật của thế gian. Ví dụ người bán, người mua gặp nhau tại một điểm, và cái người đó, cái đơn vị giới thiệu đó, họ được nhận một cái khoản phí lót tay. Và tất cả mọi giao dịch trên thế gian này họ đều làm như vậy. Nhưng có một giao dịch đặc biệt, và gọi là một cái điều đặc biệt, Kinh Thánh ghi lại Chúa Giêsu lưỡng kết nối cho con người với Đức Chúa Trời, Ngài không hề lấy một cái phí lót tay nào hết á. Khác nha quý vị. Vì để ý kiểu này nha, tức là các tôn giáo trên thế gian này, người ta muốn một ai đó đối với tầng của họ thì phải có một cái củ lễ để ra mắt thần của họ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đã làm gì để kết nối con người với Đức Chúa Trời? Chỉ có một cách thôi, đó là gì? Ngài chấp nhận sự chết. Hội thánh chúng ta qua năm sau sẽ có một cái hôn lễ. Trước khi kết hôn á, thì gọi là cô dâu và chú rể
phải đi ra ngoài ủy ban có đúng không ạ, làm cái giấy đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn rồi sao là ký tên, làm gì nó lăn tay, lăn tay trên cái đó, giữ lại hết, lăn hai cái dấu tay nè, giữ lại. Sau đó đó thì phải nhờ một cái đơn vị chứng nhận cái đó. Rồi có những trường hợp mua bán nhà đất qua đơn vị trung gian. Tôi hỏi quý vị thật luôn là có ai mà đi làm môi giới cho một giao dịch? Tôi đang dùng cái hình ảnh của con người thế gian để cho chúng ta hiểu rõ hơn nha. Có ai làm môi giới cho người bán và người mua mà dám giao dịch mà đứng danh nghĩa là nếu trường hợp mà giao dịch này có chuyện gì xảy ra, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm không? Có không? Không. Có đúng không quý vị? Chỉ có người bán và người mua chịu trách nhiệm, chứ người mà môi giới không ai chịu trách nhiệm hết trơn á. Rồi giả sử thí dụ luôn là người bán và người mua không thành công thì cái người này họ đền bù không? Họ cũng chẳng đền bù được gì cả. Không ai dám gọi là nói chung là tài lanh mà đứng ra để mà đền bù hết á. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rõ một điều là Kinh Thánh ghi lại là gì? Chúa Giêsu đến để kết nối con người với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài dùng chính sinh mạng của mình để chi? Để thực hiện trên cái giao dịch đó. Ghê chưa? Thấy chưa? Vì thấy không? Chưa có một giáo chủ nào của các tôn giáo còn lại dám lấy chính thân mình để chứng nhận trên cái giao dịch đó hết. Nhưng mà Chúa của chúng ta đã làm điều đó. Tôi có một câu Kinh Thánh thế này. Trong Roma đoạn 5 câu 6 và câu 8 thì ghi thế này. Xin mời ai đây dở giùm câu Kinh Thánh này. Roma đoạn 5 câu 6 cái tới câu 8 á, thì nói về là thế nào à? Người ta có thể chết vì người nghĩa, hòa chăng á sẽ có người chết cho người công chính, nhưng mà không ai dám chết cho người có tội hết á. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà Chúa Giêsu đến thế gian này á, Ngài bằng lòng chết vì tội của ai? Tội của tôi và quý ông bà ở tại đây. Và Ngài dùng chính sinh mạng của Ngài để làm gì? Chết cho chúng ta. Hãy nhớ một điều nha, ngày Giáng sinh hay gọi là kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Giáng sinh, kỷ niệm Giáng sinh của Chúa Giêsu, để cho chúng ta biết rằng thế nào à, Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này, Ngài làm đấng trung bảo kết nối con người với Đức Trời, và Ngài chấp nhận chết thay cho tội của tôi và quý ông bà tại đây. Amen. Chúa cũng nói với chúng ta, Ngài chết thay cho chúng ta, vì cớ Ngài chịu khổ mà chúng ta được giàu có, vì cớ Ngài chịu những lằn roi của Ngài mà chúng ta được lành bệnh, chút xíu chúng ta sẽ giữ tiệc thánh. Cho nên tôi muốn nói điều này để cho dân sự của Chúa buổi sáng nay được nhắc nhở một điều, đó là gì? Khi mà chúng ta ở trong lời của Chúa, chúng ta phải hiểu một cách cặn kẽ, đó là gì? Chúa Giêsu đến thế gian này chết thay cho tôi và ông bà anh chị em tại đây, vì cớ Ngài muốn chúng ta được kết nối với Đức Chúa Trời, vì trước đây chúng ta là người không được phước. Có nhiều người bước đi với Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, nhưng đều không hiểu lẽ thật này. Tại sao? Tại họ nghĩ rằng Chúa Giêsu này đến vậy là xong rồi. Rồi cuối cùng rồi mình muốn sống sao sống. Wow, khi sáng nay tôi đọc lại lời của Chúa, tôi thấy rõ rất là nhiều điều. Chúa Giêsu đến để làm trọn luật pháp, và chúng ta được sinh lại, chúng ta được Chúa cứu, chúng ta phải làm trọn luật pháp. Chứ không phải Chúa Giêsu gánh thấy tội cho chúng ta hết rồi chúng ta muốn làm gì làm. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là gì? Thời sau cuối này, Chúa sẽ phân lúa mì và cỏ lùn ra với nhau. Buổi sáng nay, với tâm tình của tôi nói với hội thánh của Chúa,
đó là Chúa Giêsu đến thế gian này và chết cho chúng ta thật là ý nghĩa. Anh Giáp có thấy rõ một điều là sáng nay khi anh nghe qua, anh thấy rằng Chúa Giêsu chết thế cho anh và tôi có ý nghĩa không? Rất là ý nghĩa. Hồi đó giờ đâu nghe đúng không à? Bữa sáng nay mới nghe. Chúa Giêsu chết cho cô Hiền cũng vậy đó. Chúa Giêsu chết ý nghĩa, không ý nghĩa gì? Ý nghĩa là vì Ngài chết tội, vì tội của mình, chứ không phải là vì mình sống công đức mà Ngài chết. Vì để ý nha, không phải vì mình tu nhân tích đức, không phải là mình đạo mạo đoan trang, không phải là mình đẹp trai, mình giàu có, Chúa Giêsu chết cho mình không, nhưng mà vì tội của mình Ngài chết cho mình. Để chi? Mình được kết nối với Thượng Đế. Cho nên mình đừng có dùng những cái công đức của mình, dùng cái sự khôn ngoan của mình, sự học thức của mình, địa vị của mình, sự giàu có của mình, để rồi mình có thể được liên kết với Thượng Đế được. Không ai đâu. Chúa Giêsu đến vì tội của chúng ta, thay vì chúng ta chết mất như ngày chết chính ta. Rất là nhiều mô hình của loài người đặt ra, chết xuống dưới rồi đó, rồi có thể được cứu nữa. Không có chỗ nào mình đánh ghi là một là, tại vì cái thời điểm của chúng ta còn sống trong vùng này quyết định cho chúng ta sẽ lên trên kia xuống dưới đất. Và tôi có biết một số người, khi mà một người thân mình qua đời á, và tôi muốn khích lệ thánh của Chúa trong sáng nay luôn đó, là khi chúng ta biết tin là gia đình cô Trang, mẹ cô Trang qua đời, chúng ta sẽ không cầu nguyện cho bà, nhưng mà hãy cầu nguyện cho cô Trang với những đứa con, những người thân được bình an. Trong khi mà những cái chuyện xảy ra, xin Chúa Ngài ban bình an cho tang quyến, ban bình an cho gia đình. Có đúng không mà? Mình không còn phải cầu nguyện cho cái người đã mất nữa. Tại vì linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội linh hồn đó phải chịu trách nhiệm thôi. Và chờ đến cái ngày phán xét cuối cùng họ chịu trách nhiệm hậu quả. Và cũng chẳng có một cái điều gì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng cái người mà đã mất rồi, những người có tội rồi mà có thể dùng tiền bạc để có thể mua được cái tội. Vì sao? Không có thể nào mua được cái tội. Vì tất cả được giải trình hết khi chúng ta còn sống trong thế gian này. Cho nên hãy cẩn trọng để giữ linh hồn của mình. Vì tất cả mọi người đều phải ứng hầu trước mặt Chúa ngày sau cuối hết. Và điều thứ ba mà điều cuối cùng tôi muốn gọi hội thánh của Chúa, đó là chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hãy nhớ danh Chúa Giêsu mà chúng ta đang thờ phượng đó. Đó là gì? Danh trên hết muôn danh. Vua trên muôn vua. Trên trời, dưới đất và bên dưới đất, thảy đều quỳ gối xưng nhận Ngài là cứu Chúa. Chẳng có ai giống như Ngài. Vì hãy nghĩ đi, vua của trần gian này, Chúa là vua của các vua. Rồi danh, tôi không biết là ở thế gian này danh nào là danh lớn nhất. Danh nào là danh lớn nhất? Tôi tự nhiên nhớ lại một cái câu chuyện, đó là Goliath. Khi mà ông ra trận á, ông là một cái, ở trong Samuel nhất đoạn 17 ghi lại đó, đó là Goliath rất là giỏi, là một cái gã khổng lồ được trang bị quân bị. Nhưng mà mỗi lần ông ra trận á, ngoài việc ông chiến đấu á, ông làm gì phải không? Lấy danh thần của ông á, rủa sẵn người ta. Và ông rủa thần của ông lấy thần của ông rủa ai á, là người đó là thân bại danh liệt luôn và thất bại. Và ông nghĩ khi một lần nữa ông đến để ông gặp David á, ông lấy danh thần của ông á để ông rủa xa David thì sẽ giống như những lần trước đây. Nhưng mà khi ông gặp David, tôi dùng cái từ người Việt Nam mình đó, gọi là ổng gặp thứ thiệt rồi. Thấy không? Ổng gặp thứ thiệt luôn. David nhỏ thôi, nhưng mà gặp thứ thiệt rồi. Đó là David
đã nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân, và chỉ cần một phút ra tay thôi, phát một cái viên đá mà David phóng á, lọt ngay trán của Goliath, và cuối cùng Goliath chết. Ở trong các vua ghi lại câu chuyện tiên tri Eli, một mình ổng đấu với ai? 450 tiên tri Baal và Ác-Tạc Tê. Có nghĩa là một mình ổng á, ổng chỉ có danh Chúa thôi. Nhưng mà giờ đối diện với 450 thần, những thần đó là họ hô phong quán vũ, rồi dạ 500 hả? 800, tổng cộng 800. Họ hô phong quán vũ, nhưng kinh thánh như vậy thế nào à? Tất cả những thần đó khi gặp danh Đức Giê-hô-va vạn quân á, im re hết, xếp re hết, xếp re hết. Và thậm chí họ kêu gọi, họ gạch mình, họ gọi là lấy dao, lấy kiếm gạch mình để kêu thần, họ cuối cùng thất bại hết. Và cuối cùng Chúa hiện diện, và những cái thần, những cái người đó đó, những cái tiên tri đó đều bị làm gì? Đều bị giết hết. Tôi muốn nói với lại tất cả mọi người ngồi tại đây, Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, và danh Giê-xu quyền năng, danh trên hết mọi danh, không phải trên trời không, không phải dưới đất không, mà cả bên dưới đất đều quỳ gối xuống xưng nhận Ngài là Cứu Chúa. Quý vị ơi, danh Chúa thật là đại quyền. Ở đây có nhiều người ở tại đây đã từng chứng kiến những ca đủ quỷ. Quý vị ơi, chỉ cần nói danh Chúa Giê-xu thôi là quỷ nó sợ hãi, nó sắp rép hết trơn luôn. Ở đây chắc má ba cũng đã từng chứng kiến hồi trước đây đúng không mà. Những lần cầu nguyện đủ quỷ là khi mình nói danh Chúa Giê-xu thôi là lập tức quỷ nó sợ hết. Và những người nào mà đi với Chúa cho đến bây giờ vẫn còn sợ ma đó là phải cầu nguyện để giải cứu ra. Tại sao? Đứng ở trong mình lớn hết trong thế gian này, mà hồi xưa tôi tin Chúa, tôi chưa tin Chúa tôi sợ ma lắm à. Tôi sợ ma lắm, tôi đi đâu tôi cũng sợ chứ. Mà tôi cảm ơn Chúa khi tôi tin Chúa rồi, tôi biết đứng ở trong tôi lớn như thế nào. Tự nhiên Chúa ban sự mạnh mẽ và không có sợ ma nữa. Mà bây giờ thậm chí có cần thì đi đuổi ma luôn, đuổi quỷ luôn. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, danh của Chúa trong mình rất là lớn. Để kết thúc bài chia sẻ tối sáng hôm nay, những cái câu chuyện mà truyền thuyết ghi lại mà thời mà tôi chưa biết Chúa đó, ở đây là những người mà lớn, chắc thế hệ trẻ thì không biết, nhưng mà những người lớn tuổi là biết. Đó là những người nào có một cái câu truyền miệng là những người nào ở Việt Nam mà đi qua Nam Vang á, Nam Vang gọi là Campuchia đúng không, Nam Vang á, mà qua bên đó làm ăn á, mà muốn về Việt Nam là không được nói trước. Không biết có đúng không một sư Ngọc à? Đó là những cái câu truyền miệng thôi. Tức là không có nói trước. Tại sao nói trước là không bao giờ đem tiền gì được, không về được. Và dường như là những cái gì mình làm bên đó là bị thất bại hết. Không biết những cái chuyện này có thật không, có đúng không má ba? Hồi xưa giờ có nghe chú Thanh có nghe những cái câu chuyện này không? Không, chắc chú Thanh biết rồi. Chắc chú Thanh hả? Chú Út phải không? Thái Lan rồi Campuchia, Lào không biết nữa. Nhưng mà những người có cái câu chuyện là khi mà mình đi qua bên đó mình làm ăn mà muốn về Việt Nam, muốn xách tiền về, vàng gì về, làm gì đó thì không được nói trước, và nói trước là sẽ bị đủ cái chuyện, với cuối cùng là tiền đó nó không có được ở trong mình, mà bệnh tật đủ thứ hết đó. Cái câu chuyện này tôi nghe truyền miệng rất là nhiều đời, nhiều lâu rồi. Cảm ơn Chúa. Con cái Đức Chúa Trời muốn thích thì đi qua, xong muốn lúc nào về là về, không cần phải suy nghĩ gì cho. Thậm chí cho đến bây giờ luôn, xe mở mỗi ngày luôn, Safaco đi xe bus từ đây qua đó 250.000, từ đây đi về muốn đi giờ nào đi. Mình con cái Chúa, mình đâu có sợ gì đâu, cái chuyện đó đâu, có đúng không mà? Tại danh của Chúa trên cuộc đời mình lớn hơn hết mọi danh này. Và khi mình ở trong lời Chúa, mình thấy thật là tuyệt vời. Tại sao? Tại vì đứng mà mình thờ phượng á, cực kỳ to lớn, không phải bằng mắt thường mình, mà những cái sinh vật, những con người, Kinh Thánh thì là đức và muôn vật ở trên đất này khi nghe đến danh Chúa Giê-xu á đều phải quỳ gối xuống sợ hãi.
Mà đôi lúc mình thờ phượng Chúa, mình không biết Chúa Giêsu là ai. Ngày Giáng sinh á, mình biết ý nghĩa của Giáng sinh là Chúa Giêsu đến thế gian chết cho mình, chứ không phải là ngày mừng ông già Noel xuất hiện. Hồi xưa mình không biết, có thể là Chúa tha thứ. Nhưng khi mình biết lẽ thật á, thì mình phải hiểu rằng ngày Chúa Giêsu đến thế gian này là ngày, những ngày Giáng sinh, kỷ niệm về Giáng sinh, chứ không phải là kỷ niệm già Noel. Không phải ông chui từ cổng khói xuống đây ông cho quà, không phải vậy. Có đúng không cô Út? Cô ơi, đúng không? Có đúng không? Cô đang suy nghĩ một cái thế giới ở trên phía trên. Buổi sáng nay tôi muốn khích lệ tên của Chúa. Ngày Chúa Giêsu Giáng sinh, ngày cực kỳ quan trọng trên cuộc đời của chúng ta. Ngài chết thay cho tôi và quý ông bà tại đây. Ngài gánh lấy thay tất cả tội lỗi của chúng ta trên cây gỗ để chúng ta được sự sống đời đời. Và hãy nhớ rằng khi mà Chúa Giêsu Ngài chết thế cho chúng ta đến thế gian này để đem cái sự phục hồi của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài kết nối con người với Đức Chúa Trời. Để gì? Để khi mình kêu cầu Chúa, Ngài nghe. Ngài nghe. Và hãy nhớ một điều là mỗi lần cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu để cầu nguyện khai phóng điều đó. Tôi rất là buồn khi mà có một số người họ không hiểu được cái danh quyền năng mà họ đang sở hữu á, mà Chúa ban cho họ. Có một kỳ tôi được có cơ hội, tôi gặp một người thôi, và người đó có một đứa con bị bệnh. Và khi đứa con bị bệnh như vậy thì cậu mới rất là thương con mình và chờ mong làm sao đó để Chúa thương xót. Và cậu nói là nếu mà Chúa thương á thì Chúa chữa cho nó, mà nếu nó Chúa không thương, Chúa không chữa cho nó thì cũng tùy. Nói chung là bởi lòng thương xót của Chúa thì Chúa thương thì Chúa chữa, Chúa không thương thì thôi. Và giống như mặc cho cái số phận mình. Và đôi lúc suy nghĩ rằng không biết mình có làm cái tội gì không mà con mình nó như vậy. Và tôi rất là đau lòng vì khi mà đối diện cái điều đó, dường như điều đó đúng lắm. Tại sao? Tại vì đó là suy nghĩ của con người. Giống như Chúa thương thì Chúa chữa, Chúa không thương, Chúa không chữa, tùy của Chúa. Nhưng mà họ không hề thấy rõ một điều là đứng mà ở trong mình có một quyền năng để chữa lành. Và tôi khích lệ cho cô ấy là bây giờ tại sao Chúa Giêsu đã từng đặt tay trên người đau được chữa lành, đặt tay trên người đứt được nghe, người mù được sáng mắt, tại sao họ không dùng danh đó để cầu nguyện cho con của mình? Và buổi sáng nay chúng ta sẽ đứng lên. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho lời Chúa trong thời giờ này. Quý hãy cầu nguyện cho lời của Chúa trong thời gian này. Hãy cầu nguyện cho sự dạy dỗ trong lời của Chúa trong thời gian này cho chúng ta. Xin Chúa Ngài thương xót chúng ta trong những ngày qua. Chúng ta không có hiểu hết sự đầy trọn trong lời Chúa. Cho nên chúng ta chỉ xem Chúa Giêsu giống như một vị thần tài. Có đôi lúc chúng ta xem Chúa Giêsu giống một vị bác sĩ chữa lành cho bệnh tật cho chúng ta mà thôi. Có lúc chúng ta xem Chúa giống như một nhà gọi là tư vấn tâm lý cho chúng ta khi chúng ta gặp những nan đề bế tắc trong cuộc đời của mình và muốn Ngài đến, Ngài trả lời cho chúng ta. Và khi cần thì Ngài xuất hiện cho chúng ta và sau đó chúng ta quên Ngài đi. Thì buổi sáng nay tôi muốn mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện trong giờ này một cách đặc biệt, riêng tư. Là chính mình mở miệng ra và nói rằng Chúa ơi, Ngài chính là đứng đã chết thay tội cho chính cá nhân của con. Và hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài chính là Giêsu, vua muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, danh của Ngài trên hết mọi danh. Cho nên những cái thế lực, quyền lực tối tăm những ngày qua tấn công cuộc đời của con, thì bây giờ nhân danh Chúa Giêsu, quý vị hãy mở miệng ra và nhân danh Chúa Giêsu chặt đứt và cắt đứt tất
cả những điều đó trên cuộc đời của mình. Để Chúa ngày ban bình an cho chính quý vị. Hallelujah. Mọi người chúng ta tự giao đó với Chúa cầu nguyện trong nhà này. Mọi người chúng ta tự do đến với Chúa cầu nguyện trong giờ này. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.